Còn tầm khoảng 15 phút nữa là bạn nhỏ chuyên giảng sẽ đi học về. Trưa hôm nay thì Tuyền ăn hơi trễ nên giờ mình sẽ làm cái món gì đó nhanh gọn lẹ. Xương sụn heo thì Tuyền đã gã đông buổi sáng rồi, giờ thì mình cần một tép tỏi nữa. Món này thì chỉ cần hai nguyên liệu vậy thôi. Nửa phần tỏi thì Tuyền sẽ cắt lát, chút mình chiên giòn lên. Phần còn lại thì Tuyền sẽ băm nhuyễn. Còn phần sườn này sau khi mà bóp muối rửa sạch rồi thì Tuyền sẽ nêm vào trong đây xíu hạt nêm nè, với lại bột mì hoặc là bột chiên giòn nếu mọi người có nha. À quên nói với mọi người, trưa nay Tuyền sẽ làm món sườn sụn heo cháy tỏi hèn. Món này mà ăn với cơm là đúng bài, ướp sườn tầm khoảng 15 phút. Giờ thì Tuyền sẽ đi chiên cái phần tỏi này lên cho nó giòn. Trưa thì Giang đã đi học, bạn nhỏ chuyên nhãn thì đã ăn ở trường rồi mới về, chỉ có mình ăn Tuyền ăn thôi, nên thường mình sẽ lựa chọn cái món nào đó đơn giản dễ làm. Sườn sau khi mà chiên đều hai mặt, Tuyền sẽ đổ bớt dầu hay. Bây giờ làm thêm một cái chén nước sốt ghim sườn nữa là được. Tuyền có nước mắm, hạt nêm, đường, tương ớt, nước. Cái này là tương ớt chua ngọt của Thái Lan, mọi người có thì cho vào, còn không thì cũng không sao nha. Tuyền cho hết cái phần nước sốt này vào sườn, rồi cái mình bật bếp liu riu. Khi nào mà cái phần nước sốt nó thấm hết vào sườn vậy là được rồi nè. À mà khoan khoan, xíu nữa quên, lúc nãy mình còn phần tỏi sấy, giờ mình sẽ gắt lên hết luôn. Giờ thì bới tô cơm, bới tô cơm. Mời mọi người ăn cơm trưa cùng với Tuyền nha. À, và trước khi ăn á thì mọi người ra vườn cùng với Tuyền hái ăn trái dưa hấu vô mình ăn cùng với cơm cho nó ngon hen. Tại là Tuyền đang ở vườn dưa hấu. Nè, mọi người thấy dây dưa hấu chưa? Kìa chưa, kìa chưa. Giờ mình hái dưa hấu hen. Đây, mọi người có thấy cái dây dưa hấu của Tuyền không? Này, xuất sắc chưa? Bự chưa? Dài chưa? Hồi hộp nha, giờ Tuyền sẽ hái cái trái dưa hấu nha. À? Đây, trái dưa hấu của Tuyền trồng được nè mọi người. Cưng xỉu luôn á. Cái nồi nè, đó, để lên đặng cho nó đừng có bị nóng quá đó mọi người, cưng chưa. Thiệt ra là hôm nay không có định hái đâu, nhưng mà cái dây nó héo rồi nè mọi người, nên là thôi hóa kiếp cho em nó luôn nha. Mà cưng quá mọi người ơi, nhìn nè, đã ghê chưa, văn đàng hoàng luôn nha. Nè nhìn nè, nói y chang trái dưa hấu. Thì trái dưa hấu chứ gì nữa, nhưng mà cái size này thì là size mini. Trái dưa này thấy nhỏ nhỏ vậy chứ quý lắm nha. Cái này không phải Tuyền cố tình trồng đâu, mà là trời cho đó mọi người. Kiểu cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình ăn vỏ dục cây thành trái dưa hấu. Thôi hơi ngang nha. Nhưng mà ôi, phải nói là trái dưa hấu này cưng xỉu luôn mọi người. Giờ bỏ cơm quá bên luôn. Cắt trái dưa hấu trước nha. Nó xinh xỉu luôn mọi người. Mở ra thử nha. Nghe cái tiếng của nó này. Ồ. Đấy, cái tiếng bụp bụp gì là chính hay không mọi người đoán thử nha. Giờ Tuyền sẽ cắt ra. Một, hai, ba. Oh my god. Hấu màu vàng luôn nè. Trời ơi. Thơm. Ồ, tuy. Xinh xỉu luôn. Ngon quá. Hay đi. Siêu mini luôn, để tiền cho Chi Nhãn ăn thử trước nha. Để tiền cho Chi Nhãn ăn thử. À, Chi Nhãn ăn thử xem. Ngon không? Ngon vừa. Mẫn cùa đâu, cái này là dưa hấu mà. Quan thử miếng nữa đi. Ngon không? Ăn thử. Cái nó mùi giòn dưa hình thật. Ngon quá. Nó giòn, không có ngọt quá nhưng mà cũng ngọt nha mọi người. Ăn cái vỏ luôn nha. Ngon dữ vậy. Tuyền sẽ chừa phân nửa này cho Giang. Nó ngon lắm mọi người ơi. Giờ cơm. Cơm dưa hấu. Để lên thêm miếng sườn nữa.
Rồi, nãy giờ lo xào quần với trái dưa hấu mà quên luôn cái đĩa thịt sườn. Sườn thì sẽ ăn mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay. Cái này cay nhẹ thôi nên là bạn nhỏ chuyên giảng cũng có thể ăn được. Rồi, vậy là xong một bữa trưa. Giờ thì bye mọi người, hẹn gặp mọi người lúc sau nha.